Việc chăm sóc gan, đặc biệt đối với những người có lối sống không lành mạnh như thường xuyên thức khuya, là một việc làm cần thiết để duy trì sức khỏe tổng thể. Gan là cơ quan quan trọng giúp loại bỏ độc tố và các chất cặn bã ra khỏi cơ thể. Nhưng khi gan bị tổn thương hoặc lão hóa do tuổi tác hay thói quen xấu, chức năng này sẽ bị suy giảm, dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Dưới đây là 3 siêu thực phẩm được mệnh danh là vàng cho gan, giúp tái sinh và phục hồi gan hiệu quả, đặc biệt hữu ích đối với những người thường xuyên căng thẳng hoặc thức khuya. 1. Nghệ curcumin, liều thuốc vàng cho gan. Nghệ từ lâu đã được biết đến trong y học cổ truyền như một loại thảo dược có tác dụng bảo vệ gan. Thành phần chính của nghệ là curcumin, một hoạt chất có khả năng chống viêm, chống oxy hóa mạnh mẽ. Curcumin giúp bảo vệ tế bào gan khỏi sự tấn công của các gốc tự do, từ đó giảm nguy cơ gan bị tổn thương và ngăn chặn quá trình lão hóa gan. Đối với những người thường xuyên thức khuya, sự mệt mỏi và căng thẳng lâu dài có thể gây ra sự mất cân bằng oxy hóa trong gan, khiến các tế bào gan dễ bị hư hại. Nghệ không chỉ làm giảm các tổn thương này mà còn hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào gan mới, giúp gan hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài ra, nghệ còn được chứng minh là có khả năng làm giảm tình trạng gan nhiễm mỡ, một tình trạng phổ biến đối với những người có lối sống ít vận động, ăn uống không lành mạnh hoặc thường xuyên sử dụng bia rượu. Sử dụng nghệ thường xuyên, có thể qua các món ăn hoặc uống bổ sung nghệ, là một cách hiệu quả để cải thiện sức khỏe gan. 2. Atiso, artichoke, thần dược giải độc gan. Atiso là một loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là cynurin và silymarin, hai hợp chất giúp bảo vệ gan và cải thiện chức năng gan rất tốt. Atiso giúp tăng cường sản xuất mật, một chất lỏng quan trọng trong việc tiêu hóa chất béo và loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Điều này rất cần thiết đối với những người thức khuya, khi cơ thể không được nghỉ ngơi đúng mức, gan sẽ phải hoạt động mạnh mẽ hơn để xử lý các chất độc tích tụ. Cynurin trong Atiso có khả năng giúp hạ men gan, làm dịu các viêm nhiễm ở gan và ngăn ngừa sự hình thành sẹo gan, một dấu hiệu của bệnh xơ gan. Atiso cũng hỗ trợ gan trong quá trình chuyển hóa các chất độc hại, đặc biệt là các sản phẩm từ thuốc lá, rượu bia và các chất gây hại khác. Đối với những người thường xuyên thức khuya và làm việc căng thẳng, việc tiêu thụ trà Atiso hoặc sử dụng Atiso trong chế độ ăn uống sẽ giúp giảm thiểu đáng kể gánh nặng lên gan, đồng thời thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào gan mới. 3. Tỏi dược liệu khử độc tố và tái tạo gan. Tỏi không chỉ là một loại gia vị quen thuộc mà còn là một siêu thực phẩm giúp tái sinh gan. Tỏi chứa nhiều allicin và selen, hai hợp chất tự nhiên có khả năng chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ. Allicin giúp kích thích gan sản xuất enzyme, từ đó giúp gan loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể hiệu quả hơn. Selen, mặt khác, giúp tăng cường khả năng bảo vệ gan khỏi các tổn thương do gốc tự do gây ra, đồng thời cải thiện quá trình tái tạo mô gan mới. Đối với những người có thói quen thức khuya, tỏi còn giúp tăng cường hệ miễn dịch, làm giảm thiểu nguy cơ viêm gan và bảo vệ gan khỏi những tác nhân gây hại từ môi trường như khói thuốc lá, ô nhiễm và các chất độc hại từ thực phẩm. Ngoài ra, việc tiêu thụ tỏi đều đặn còn giúp giảm cholesterol và triglyceride trong máu, từ đó giảm bớt áp lực lên gan trong việc xử lý các chất béo. Các thói quen bổ trợ để bảo vệ gan. Bên cạnh việc bổ sung các siêu thực phẩm như nghệ, atiso và tỏi vào chế độ ăn uống, những người thường xuyên thức khuya cũng cần chú ý một số thói quen khác để bảo vệ sức khỏe gan. Uống đủ nước, gan cần nước để hỗ trợ quá trình thanh lọc độc tố. Uống ít nhất 8 ly nước mỗi ngày giúp gan hoạt động hiệu quả và giảm nguy cơ tích tụ độc tố. Tránh tiêu thụ rượu bia và thuốc lá, những thói quen này sẽ gây hại nghiêm trọng cho gan, làm giảm khả năng tái tạo của gan và gây ra các bệnh lý nghiêm trọng như xơ gan, viêm gan và gan nhiễm mỡ. Ngủ đủ giấc, ngủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm giúp cơ thể và gan có thời gian nghỉ ngơi và tái tạo. Tập thể dục đều đặn, tập thể dục không chỉ giúp giảm cân và ngăn ngừa gan nhiễm mỡ, mà còn giúp cải thiện lưu thông máu, giúp gan hoạt động hiệu quả hơn trong việc thanh lọc độc tố. Gan là cơ quan quan trọng nhưng cũng dễ bị tổn thương nếu không được chăm sóc đúng cách. Những người có thói quen thức khuya cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe gan, bởi việc thức khuya thường xuyên sẽ làm giảm hiệu suất hoạt động của gan và gây ra nhiều vấn đề sức khỏe. Việc bổ sung các siêu thực phẩm như nghệ, atiso và tỏi vào chế độ ăn uống hàng ngày, kết hợp với một lối sống lành mạnh, sẽ giúp tái sinh và bảo vệ gan khỏi sự lão hóa, giữ cho gan luôn hoạt động tốt và duy trì sức khỏe tổng thể.